Thực hiện đề án thí điểm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng. Thời gian qua, cùng với hệ thống khuyến nông trên cả nước, tỉnh Sơn La đã thành lập hai mô hình tổ khuyến nông cộng đồng, từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả, hình thành mô hình mới, hỗ trợ nông dân phát triển với phương châm nông dân ở đâu khuyến nông ở đó mục tiêu của đề án nhằm củng cố kiện toàn hệ thống khuyến nông cơ sở theo mô hình tổ khuyến nông cộng đồng nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông theo hướng đa dạng hóa chức năng và loại hình hoạt động khuyến nông phát triển dịch vụ khuyến nông theo hướng xã hội hóa tích hợp đa giá trị nhằm tạo ra giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế cho các đối tượng tham gia khuyến nông sau hơn một năm triển khai đề án đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của các cấp các ngành và sự vào cuộc tham gia rất tích cực của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương cũng như các doanh nghiệp và đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Theo đó, ở 13 tỉnh tham gia đề án đã thành lập được 26 tổ khuyến nông cộng đồng thí điểm với tổng số 168 thành viên và 562 tổ khuyến nông cộng đồng mở rộng với tổng số 4.276 thành viên. Tại tỉnh Sơn La, các tổ khuyến nông cộng đồng đã giúp nâng cao hiệu quả hệ thống khuyến nông cơ sở, Mặt khác, mô hình tổ khuyến nông cộng đồng đã thực hiện tốt nhu cầu phát triển nông nghiệp, nông dân nông thôn tại các địa bàn theo 4 nhóm hoạt động như tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tư vấn hỗ trợ hình thành hợp tác nông nghiệp, phát triển thị trường, liên kết sản xuất, tư vấn hướng dẫn chuyển đổi số trong các hợp tác xã. Đến nay, ngoài 13 địa phương tham gia đề án thí điểm trên cả nước đã có thêm 30 địa phương thành lập khoảng 3.500 tổ khuyến nông cộng đồng, từng bước hình thành lực lượng khuyến nông cộng đồng, hoạt động theo hướng ổn định, phát huy hiệu quả, nâng cao giá trị sản phẩm cho người nông dân.